Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đẹp Sài Gòn. Vẫn là Song Hậu tiếp tục hành trình review đến cô chú anh chị những ngôi nhà. Ngày hôm nay thì Song Hậu sẽ giới thiệu review cho cô chú anh chị một ngôi nhà sở hữu diện tích là ngang 4,5m và dài 22m. Và đây là trực diện của ngôi nhà, kết cấu một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ ha cô chú anh chị. Nếu như nhà của chúng ta có người lớn tuổi, khó khăn trong cái quá trình mà vận chuyển hoặc là bị những cái vấn đề về xương khớp thì mình có thể cân nhắc xem xét ngôi nhà ngày hôm nay. Nói tới đây thì mọi người sẽ nói là, ủa tại sao? Tại vì sẽ có một cái nhà, một cái phòng nhỏ nhỏ ở ngay dưới tầng trệt. Thì trước khi mà giới thiệu cho mọi người cái phòng đó thì Song Hậu cũng sẽ nói về cái phần vị trí của ngôi nhà. Tại vì khi mà mình tìm mua nhà thì mình sẽ quan tâm thứ nhất là vấn đề pháp lý của ngôi nhà. Thì nhà ngày hôm nay là sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch và rõ ràng. Còn Song Hậu sẽ nói về cái vị trí một xíu. Khi mà search cái từ khóa là trường học thì Song Hậu thấy là trả về cho Song Hậu có 3 sự lựa chọn về trường tiểu học nè, 1 km nè. Rồi cách đây 2,2 km cũng có một trường tiểu học nữa. Và cách đây 1,9 km thì cũng có một trường tiểu học nữa. Vậy thì trường trung học cơ sở thì như thế nào nhỉ? Trường trung học cơ sở thì chỉ có 900m thôi ha cô chú anh chị. Còn nếu mà các chị em phụ nữ nội trợ thì mình sẽ quan tâm là chợ, đúng không ạ? Chợ thì chúng ta cũng sẽ có hai sự lựa chọn. Nếu mà mọi người muốn di chuyển ra chợ Long Thượng thì tầm khoảng 5 km, nhưng mà gần hơn thì sẽ có chợ Cần Duộc. Nhà ngày hôm nay là tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, Long An ha cô chú anh chị. Đây là vị trí thật mà Song Hậu chia sẻ cho mọi người, và mọi người sẽ thắc mắc về cái đường đi. Thật sự mà nói là cái đường trước nhà thì Song Hậu thấy là rộng, xe hơi có thể đổ ở đây được. Nhưng mà cái quá trình mà chúng ta di chuyển á, từ cái đường lớn là DT835 thì cái đó là xe hơi có thể di chuyển được. Nhưng mà đi quẹo vào cái khúc ở ngay đây nè cô chú anh chị thì cái đó chắc là chỉ có xe ba gác thôi. Cái này là Song Hậu chia sẻ để mọi người có thể cân nhắc ha cô chú anh chị. Bây giờ mời mọi người chúng ta sẽ cùng quan sát cái lớp cửa. Lớp cửa bên ngoài được làm bằng sắt hợp sơn tĩnh điện, hai bên thì có hai cái trụ cột bê tông, nhìn rất là chắc chắn, nhà của chúng ta sẽ kiên cố hơn. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sân. Sân thì Song Hậu thấy là có cái vòi nước ở đây nè, để mình có thể tiện lợi rửa tay, rửa chân và rửa xe. Xung quanh đây thì Song Hậu thấy là có ốp gạch hết rồi, để tránh cái tình trạng nếu mà mưa mà có văng vào á thì nước nó văng lên cũng không có bị thấm tường được. Phía dưới nền đất thì được làm bằng cái gạch mà nó có cái họa tiết là vân sỏi, thì nó sẽ tránh cái tình trạng là bị trơn trượt và té ngã. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển sâu hơn nữa. Đây là cái lớp cửa mà Song Hậu thấy là được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực. Hai bên đây thì Song Hậu thấy là được ốp gạch như thế này với họa tiết là vân mây, thì nhìn nó cũng rất là sang trọng ha. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng khám phá phòng khách. Phòng khách này thì theo như quan sát của Song Hậu thì nó rộng nè. Mình có thể dư sức mình trang bị ví dụ như là bộ ghế gỗ hoặc là bộ ghế sofa. Mình có thể làm thêm một cái kệ tivi nữa. Nếu như mà mọi người muốn trang bị thêm vật dụng gì nữa thì Song Hậu thấy là cũng dư sức luôn. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng quan sát phía trên trần nhà. Thì được làm bằng thạch cao nguyên khối, có chạy đèn xung quanh hết cho tất cả mọi người luôn. Đèn điện ở đây là đèn điện nhà nước, hệ thống cấp thoát nước ở đây thì cũng đạt quy chuẩn, nên mình hoàn toàn có thể yên tâm. Xung quanh đây thì Song Hậu thấy là nhà dân cũng đã có tấp nập hết rồi. Tuy nhiên là ở phía trước nhà hoặc là xung quanh gần đây thì Song Hậu thấy cũng còn nhiều cái mảnh đất, và họ bắt đầu họ xây lên từ từ rồi. Thì khi mà mình đầu tư mình mua những ngôi nhà mà gần đây chưa có xây lên, nhưng mà khi mà mình tậu rồi họ xây lên từ từ á, thì chắc chắn là nhà của chúng ta tiềm năng sinh lời rất là cao. Bây giờ thì Song Hậu xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển để khám phá khu vực cầu thang. Tay cầm cầu thang được làm bằng gỗ căm xe, các bề mặt của cầu thang được làm bằng đá hoa cương, và các bậc cầu thang thì Song Hậu thấy cũng khá là thấp. Nếu như nhà chúng ta có người lớn tuổi thì mình cũng yên tâm. Kính cường lực 10 ly. Ở đây thì Song Hậu thấy là cái khoảng không cũng khá là rộng rãi nè. Mình có thể trang bị tủ ở đây để mình chứa đựng được nhiều đồ hơn. Và Song Hậu thấy có một số cô chú cũng để những cái tủ nho nhỏ ở đây để mình đựng những cái vật dụng hoặc là thuốc thang đó. Rồi bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển sâu hơn nữa ha cô chú anh chị. Hồi nãy giờ Song Hậu quên mất cái phần vị trí á, để search thử coi. Nếu như mà mình có những cái giấy tờ hành chính á, thì mình sẽ đi ra ủy ban đúng không ạ? Để Song Hậu xem thử là ủy ban có gần ở đây không nha. Ủy ban thì search thử nào. Song Hậu thấy là trả kết quả về cho Song Hậu thì chúng ta chỉ mất khoảng 3 phút để mình di chuyển ra ủy ban thôi, rất là gần.
Bây giờ thì không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phòng đầu tiên. Phòng này trước khi di chuyển á, thì mình sẽ qua một cái lớp cửa được làm bằng gỗ. Theo đánh giá của Song Hậu thì phòng này cũng rộng rãi, mình có thể trang bị giường, tủ nè. Xung quanh đây thì có ốp gạch đầy đủ hết rồi, có đèn điện hết. Xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bếp. Bếp thì chủ đầu tư trang bị cho mọi người kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Bề mặt bếp được làm bằng đá hoa cương. Ở đây thì Song Hậu thấy có khá là nhiều ngăn để mình có thể chứa được nhiều cái vật dụng hơn. Bồn inox 304 chống ăn rỉ theo thời gian. Xung quanh đây thì có ốp lát gạch đầy đủ hết, để tránh cái tình trạng khi mà chiên xào nấu nướng dầu mỡ văng lên mình cũng dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Bây giờ mình thử là mình trải nghiệm thử cái khu vực nhà vệ sinh như thế nào ha cô chú anh chị. Nhà vệ sinh thì Song Hậu thấy là có lavabo, bồn cầu, ngoài sen đứng và sen cầm, và có ốp lát gạch đầy đủ hết để tránh tình trạng là bị văng nước cũng như là trơn trượt. Bếp này á, thì không gian ở đây Song Hậu thấy nếu như nhà của chúng ta muốn trang bị thêm cái bàn cũng được, bàn ăn ở đây cũng được. Còn nếu mọi người muốn thông thoáng hơn, rộng rãi hơn thì mình cứ để trống ở đây ha cô chú anh chị. Để ra sân coi có gì nè. Sân á, thì Song Hậu thấy là có cái vòi nước ở đây, có ốp lát gạch đầy đủ hết luôn. Song Hậu quay là tầm khoảng 11 giờ trưa thì Song Hậu thấy là cũng đón nắng ở đây. Mình có thể tận dụng cái không gian này để mình có thể phơi đồ. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển lên lầu để khám phá 3 căn phòng còn lại. Hiện tại Song Hậu đang di chuyển lên lầu 1 và chúng ta sẽ trải nghiệm căn phòng đầu tiên. Phòng đầu tiên này thì Song Hậu thấy là rộng lắm. Mình có thể trang bị cái giường, bình thường là sẽ có giường 1m6, 1m8 và 2m. Thì sau họ thấy là mình có thể trang bị giường 2m ở đây. Còn dư sức để chúng ta có thể trang bị thêm tủ nữa, hoặc là làm cái khu vực trang điểm cho các chị em phụ nữ nè. Không có thích làm cái khu vực trang điểm thì mình có thể làm một cái bàn làm việc ở đây cũng được luôn. Bên tay phải thì sẽ có ban công, mình sẽ tận dụng không gian đó để mình trồng cây chẳng hạn. Phía trên trần nhà thì cũng là trần thạch cao ha cô chú anh chị. Bình thường thì có một số ngôi nhà mà Song Hậu từng review á, thì ở phía dưới nó sẽ là trần thạch cao, nhưng mà ở phía trên lầu á, nó sẽ là la phong. Thì cái này là thạch cao luôn, có đèn điện đầy đủ hết. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm căn phòng thứ 3. Ở căn phòng thứ 3, nhìn ở phía bên ngoài thôi thì nó nhỏ hơn một xíu. Để Song Hậu xem thử nha. Chắc là mình sẽ tậu được một cái giường 1m8 thôi, để mình có thể có một cái khoảng trống mình tậu thêm cái tủ nữa. Khá là xinh xẻo đúng không ạ? Có ốp gạch đầy đủ hết cho tất cả mọi người. Và ở đây thì họ thấy là chủ đầu tư có dành tặng cho mọi người một cái quạt nữa, để xem hiệu gì nhỉ. Đây là quạt hiệu Senco. Chắc là mời mọi người chúng ta sẽ qua cái căn phòng cuối này luôn. Tại vì vòng cuối này thì xong họ thấy là cũng có cái quạt hiệu Senco và có cái đèn ngủ ở đây. Xong họ thấy là có cái cửa sổ này nữa thì phòng của chúng ta đỡ bị bí bách hơn. Gần đây thì dân cư đã hiện hữu đầy đủ hết rồi nên mình cũng yên tâm. Chúng ta sẽ trải nghiệm phòng vệ sinh để xem phòng vệ sinh này như thế nào. Phòng vệ sinh này thì thấy là tương tự với nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt thôi. Xong họ thấy là cũng có những cái vật dụng cơ bản nè. Chắc là nói đến đây thì mọi người sẽ tò mò về giá của ngôi nhà. Xong họ xin mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển để xong họ có thể tổng kết và báo giá ở dưới tầng trệt. Vừa rồi mọi người cũng đã trải nghiệm và khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà ngày hôm nay. Song Hậu xin tổng kết lại ngôi nhà, sở hữu diện tích là ngang 4,5m, dài 22m, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng ngủ. Nhà này nằm ngay tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc ha cô chú anh chị, nằm cách gần với ủy ban rất là gần. Trường trung học cơ sở thì tầm khoảng 900m thôi, và các trường tiểu học thì tầm khoảng 1 cây, 1 cây 9, 2 cây 2 vân vân. Ở gần đây thì có khá là nhiều tiện ích xung quanh, dân cư cũng đã tấp nập từ từ rồi nên mình cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Giá của ngôi nhà là 1.900.000.000 đồng, còn thương lượng sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch và rõ ràng. Nếu như quý vị nào mà chúng ta có tầm tài chính khiêm tốn cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì ekip của Song Hậu sẽ hỗ trợ vay vốn từ 50-70% giá trị của ngôi nhà. Đừng quên là hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp Sài Gòn để cập nhật những video mới nhất luôn nha. Song Hậu xin mến chúc cho cô chú anh chị chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe, vui sống mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cũng như là yêu thương đối với ekip cũng như là kênh Nhà Đẹp Sài Gòn trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi review nhà tiếp theo.